bám hết cái vào lốp rồi. Vâng, lấy chắc làm bệ vào. Tí nữa cái lúc đấy mà chạy ra ngoài đường các làng họ chửi vậy. Trơn quá. À, sao chuỗi lại nhỉ?
lún lắm. Không lên nhờ. Đúng quá. Tại vì nếu không có cái bùn à, lúc như lúc sáng là lên được. Bùn đổ vào vậy nó quay tròn bánh này. Không phải, bùn nó quay tròn bánh rồi, không bám lên được. Gỗ. Lún đấy nhỉ?